Hello cả nhà, bây giờ em sẽ chia sẻ mọi người làm mẫu design này rất là nhanh và dễ. Tại vì dipping, bình thường thì mình làm một bàn tay rồi mình mới làm bàn tay bên kia. Nhưng mà dipping thì thôi em làm luôn hai bàn tay. Tại vì làm một bàn xong rồi mình mới làm bên kia, mình mới giũa cho nó dễ. Mọi người thấy dễ thương chưa? Cái mẫu này làm dễ lắm. Bây giờ mình có ở đây, có cái nền rồi. Bây giờ em sẽ làm cho mấy anh chị coi nha, tiếp tục nha. Ở đây á, là em xài bốn màu của thằng Deep and Dual, thì mình chọn cái tông là tím, vàng, hồng và cam để đi với nhau. Thì em sẽ đi chứ. Và cái nước này em xài Four Deep. Four Deep thì nó có thời gian để cho mình rắc cái này kia lên. Giờ cái góc nè. Mình đi màu trắng làm nền rồi sau đó bắt đầu mình đi nè. Góc và tới tím, hồng. Tím mình dùng một cây cọ để mà mình rắc. Cam. Cam bên góc nha. Mình rắc nó ít 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 thôi. Và vàng, vàng là ít nhất. Vàng là ngay góc bên trong này. Rồi, sau đó mình tiếp tục qua ngón kế. Cái mẫu này làm dễ lắm mấy anh chị ơi. Từ sáng giờ không biết làm sao mà khách họ lại thích mấy cái mẫu này quá. Này mình gắt cho nó giống nhau. Em gắt hồng vô một góc. Sau đó tới cam. Mỗi lần mình lấy ít 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 thôi. Tới tím, tím ngay góc này nè. Không có cần phải lấy quá là nhiều bột vô trong cây cọ đâu. Rồi sau đó tới vàng. Vàng thì nó nằm trên cùng để em cho cái màu vàng nó nổi lên á. Nè, đó. Hello, hello cả nhà. Em xài cái nước của Four Deep cho nên là nó có thời gian để cho mình làm. Và khi xong thì nó khô nhanh nữa. Ngay góc. Rồi, tới màu tím mình góc phải. Rồi tới màu mình có thể đi màu vàng trước rồi màu cam cũng được, tùy mình ha. Sau đó nhúng vô màu cam. Để rắc cam lên trên mặt. Đó. Dễ thương chưa? Hello. Thank you mọi người vào coi and share nha. Cái này là cách làm deep. Hồi tuần rồi có chị hỏi trong nhóm o bao nghề nail, hỏi là cái cách làm bộ này làm sao, thì hôm nay em có khách sẵn là họ muốn cái mẫu này, cho nên là mình chỉ cho mấy anh chị cái cách làm này rất là dễ. Mình phải đi màu trắng làm nền thì khi mình rắc lên á nó mới nổi cái màu lên ha. Rồi tím nè. Đi ở ngoài cái góc này cho nó có màu. Xong sau đó em đi một miếng vàng. Thường vàng là em đi nằm bên cái cạnh của cái tím để cho hai cái màu này nó cũng hơi chổi chổi nhau đó. Sau đó bắt đầu em đi cam. Cam thì nó nhạt hơn cho nên em cho cái cam nó đi chung với thằng hồng. Rồi. Sau khi xong thì mình quay lại, mình sẽ có cái cây cọ nhỏ xíu này nè, thì em sẽ phủi sơ. Nó đã thấm bột rồi, bắt đầu mình sẽ phủi sơ. Rồi ở đây á là em có cái hộp nó gọi là Z-Flex nha. Z-Flex và cái này là set 1. Trong Z Flex Set 1 thì em sẽ có một cái màu nó hơi đỏ đỏ cam cam. Cái hũ này là cái cũ, cái packaging cũ của nó. Cho nên cái hũ nó không có đẹp bằng packaging mới, thì cái hũ nó đẹp hơn nhiều. Rồi ở đây thì mình có một hũ bột clear cũng là của Four Deep luôn ha. Em sẽ đi một lớp. Rồi. Mình nhúng sơ vào. Rồi dùng tay nè, chậm 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 cái glitter này lên. Cái flake á, chậm cái flake nó nằm lên đây. Nó vẫn còn một lớp clear nè, mình nhúng vào một cái nữa. Xong sau đó mình lấy cái phủi bụi mình phủi. Để anh chị thấy không, nó ra nè. Rồi mình sẽ qua ngón kế bên mình làm như vậy. Cái này em nhúng vào trong bột clear nhanh.
Rồi, bây giờ nó còn có một cái lớp hơi ướt á, thì mình nhúng cái tay mình chậm vào trong cái flake, mình để lên. Sau đó mình nhúng vô bột ly tiếp tục một lần nữa để cho nó phủ lại. Đó, dễ thương chưa? Bây giờ em sẽ đi một lớp nha. Nhanh hơn mấy anh chị. Cái clear này á, mình nhúng vô xong là nó sẽ còn một cái lớp hơi ướt ướt ướt, ướt bên trên mặt. Cho nên lúc này á, mình chậm cái flake lên là nó dính dừa luôn. Và nó cho cái móng mình một cái lớp clear, nó nằm rất là mỏng. Đó, dễ thương chưa? Ha, mọi người thích mẫu này á thì nhớ giúp em share video nha cả nhà. Lâu lâu mình làm mấy cái móng deep design, móng ngắn kiểu này. Rồi, sau một lớp đó là bắt đầu em nhúng clear nè. Nhúng vào clear và phủi xuống liền. Thì nó sẽ còn một cái lớp hơi ướt 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 ướt. Tại vì bột nó thấm vào thì nó sẽ còn một lớp hơi ướt ướt trên mặt. Rồi. Này là nó thấm, cái ngón này thì nó thấm nhiều hơn cho nên mình không có cần phải đi clear lại. Rồi sau đó mình quay lại, mình sẽ nhúng bột clear để mình phủ đều hết tất cả các ngón. Cái này là một bàn tay em làm xong rồi cho mấy anh chị coi, xong rồi mình qua mình làm bàn tay bên kia. Nhúng xong là bắt đầu mình phủi đi nè. Tại vì tại sao mà khi lúc nào cũng vậy, nhúng bột clear xong là em dùng cây chổi nhỏ và mỏng và nhẹ, em phủi đi để cho nó giữ cho mình một cái mặt móng nó không có bị bọt, nó không có bị bột khô. Rồi, móng này thì mình có móng gắn móng thiếp cho nên là mình đi cái độ dày của nó phải đủ cho nên nó sẽ dễ bị gãy. Rồi, em đi thêm một cái lớp nữa. Lúc này thì mình có thể mình dùng tay mình vuốt cho cái shape nó nằm vào. Một lần chút xíu nữa mình vuốt nhẹ ăn cái thì nó cũng đã ấy rồi. Lớp clear này có thể đi sát chứ đi cồn hoặc là không sát cũng không sao ha. Em phủi nhẹ ăn cái em đi thêm một lớp nữa. Cái này mình có gắn móng cho nên mình đi cho nó dày tí xíu để cho. Nè mấy anh chị thấy cái này thì nó flat quá đúng không? Em nhúng vô từ từ, 1, 2, 3, bắt đầu đẩy lên từ từ và lấy ra. Thì cái phần ở giữa nó thấm nhiều hơn. Đó. Rồi, em đi thêm một cái nữa thì sát vô bên trong. Cùng là một bàn tay khác nhưng mà tùy theo ngón tay thì mình làm cái cách khác nhau. Để cho nó ra cái độ dày của móng người ta. Cái này nó còn ướt đó thì mình có thể mình vuốt sơ để nhìn cho nó đẹp thôi chứ hồi nữa mình cũng phải giũa à. Đó, nó ra cái kiểu này dễ thương chưa? Cái ngón này thì em sẽ đi cái lớp tới chính giữa này trước. Một lớp clear. Xong mình phủi nhẹ ăn cái đi. Đi thêm một cái lớp clear thứ hai là sát vô bên trong cuticle luôn. Kiểu này dễ thương không cả nhà? Có ai thích mẫu này á, thì comment nha. Comment là mấy anh chị thích để em biết em làm mấy cái mẫu đơn giản gì nữa cho mọi người. Nhiều khi mình thấy mấy mẫu đơn giản cái em nghĩ ồ chắc mấy anh chị không có cần đâu. Nhưng mà không ngờ là mấy mẫu đơn giản này mọi người lại thích nhiều hơn. Rồi, đây là xong cái mẫu của mình nè. Rồi quay sang thì mình sẽ cho nước số 3 và để cho nó khô và qua làm bàn tay bên kia. Hello mấy anh chị mới giao. Cái này là em xài Dip and Do nè. Bột Dip and Do á, em đi một lớp một thôi là nó đã lên màu đẹp vậy rồi nè mấy anh chị. Đó, rồi mình để cho nó khô nhé. Em thích đơn giản. Dạ. Cái này là Dip and Do màu số mấy? Màu số 11 là màu hơi tím tím. À, màu số 162 Dip and Do là mấy tông màu của nó trẻ trẻ cũng có 12 và 139 nha, 4 tông màu. Thích cả thanh kiều cả nhà, trời ơi. Mọi người ủng hộ thì mốt em làm thêm nữa. Rồi bây giờ cái bàn tay bên này là bàn tay mình làm từ đầu luôn để cho mấy anh chị dễ hiểu nè. Trước tiên thì lúc nào mình cũng phải đi một lớp. Một lớp base. Cái này là móng này là có gắn móng và giũa cho nó mỏng phần giữa xuống. Thì tới lúc này mình sẽ nhúng vào rất là nhanh.
cái four dip này á, mình làm lần 4-5 ngón được luôn. Giờ mùa hè thì em làm lần 4-5 ngón luôn nè, mấy chị thấy không, rất là nhanh. Rồi sau đó mình đi màu trắng. À, ok, hũ clear em để qua một bên. Màu trắng đó thì mấy anh chị có thể sử dụng bột trắng số 2 cũng được. Ở đây thì em xài của thằng kế bên mình có hũ Z-Blend màu trắng. Excuse me. Số 3 Milky Way. À, bột Deep and Dew thích lắm. Chị thích lắm, thank you chị Emmy. À, tuần này, cuối tuần này, hy vọng cuối tuần này em có thêm 12 màu mới nữa chị Emmy. Rồi màu trắng thì em sẽ đi nguyên móng nha. Rồi đi một lớp thôi nguyên móng. Mười hai màu pastel mới đẹp lắm luôn chị ơi. Mọi người đặt gạch nha, mọi người bỏ số điện thoại bỏ tên đặt gạch nha, có là em sẽ gọi và ship ra liền. Ok, để em bỏ sạc pin, cái nó đang hết pin hả? Ở đâu có hết pin đâu. Sao tự nhiên thấy báo em tưởng nó hết pin làm hết hồn. Rồi bây giờ đang làm điểm rồi nè. Có ai bị giống em không? Nhiều khi đang ngồi làm khách cái dị ứng mũi chảy là hứng không kịp luôn á. Mùa này mà bị dị ứng cái mình cũng ngại lắm. Nhiều khi khách họ, mình sợ khách họ không nghĩ mình bị dị ứng, sợ mình bị bệnh là mình cũng ngại theo. Rồi, sau khi xong một lớp màu trắng, mình chỉ cần một lớp mỏng thôi để mình làm nền. Dạ chị Lily, Deep and Dew 12 màu mới phải không? Ở trên này có bạn sale team nào ở đây không? Có bạn sale team nào đang ở trên live không? Có trả lời giúp cho Ngân nha. Ok. Rồi, nè mấy anh chị nhìn nè. Em sẽ đi một màu hồng trước vô trong góc. Rồi tới màu tím góc bên phải. Tới em chấm màu vàng. Người ăn cái tới màu cam. Rất là nhanh. À. Hey, yes me. Khi bình cao có hả? Chọc em hoài. Ok, rồi bây giờ mình đi tiếp. Cái mẫu này làm nhanh lắm mấy anh chị nhìn. Bữa có chị nói trời mẫu này không biết làm như thế nào. Thật sự làm rất là nhanh. Mấy anh chị thấy nha, em đi màu hồng trước. Ngay góc cuticle là góc mà mình đi cho nó sát. Mình nhủi ngón tay xuống vậy nè, cho nó nằm sát với góc cuticle luôn. Rồi tới màu vàng. Màu vàng á, thì cái màu này pigment của nó, những cái màu neon nó đậm đặc lắm, cho nên em lấy cũng lấy ít hơn nữa. Tới màu cam nè. Đó. Đó, mấy anh chị thấy là bột của Deep and Dew á, mình đi một lớp một thôi. Mình rắc nhẹ một lớp vậy thôi nó đã lên màu rồi, mấy anh chị thấy không? Này là em rắc đúng một lớp đó. Đó, anh chị nào mà đang tìm set 4-in-1 là hốt này về, bảo đảm mọi người sẽ rất là thích về cái chất lượng bột luôn. Em ơi, bộ này chị Teresa. Thank you chị. Rồi, em vừa làm em vừa bị dị ứng luôn. Ngại với cô khách quá. Rồi. Mình rắc nè, mình rắc ngay chỗ cái góc cho nó có đủ màu nha. Rồi, màu vàng thì một ít vậy thôi là đủ rồi. Màu vàng này nó nổi quá đó. Mình chỉ cần tí xíu vậy thôi là đã đủ rồi. Kiểu này nó vừa đẹp mà nhìn nó vừa sạch sẽ nữa. Mình không có nhúng tay khách vô hũ bột nhiều quá, mình toàn là mình cầm cọ mình rắc thôi. Nhìn dễ phải không? Nhìn dễ mà làm cũng dễ lắm mấy anh chị. Cho nên em nói là sáng giờ là em chia sẻ toàn là mấy cái cách làm ombre theo kiểu mấy anh chị request thôi.
Và chủ yếu đó là giới thiệu bột Dip & Dough. Bột Dip & Dough nói, trời ơi, có chị nói, em ơi, chị nghe giới thiệu nhiều lắm, chị mua chị phải đắn đo suy nghĩ lắm, chị không biết là về xài tốt không, tại vì cũng mua mấy set trước đó rồi. Nói tốt quá nhưng mà về xài bột nó dở quá, làm ra mo bồ đồ này kia không. Mua xong set Dip & Dough khoái quá. Rồi đây là bốn màu nè. Đó, mấy anh chị thấy em rắc sơ vậy là xong đúng không? Rồi bây giờ đậy nắp lại. 139 nè. Đậy lại không sao đâu. Số này là số 11. Màu tím của số 11 này đẹp lắm. Rồi cái số này là số 161. Và kế tiếp là số 112 nha mấy anh chị. Bốn màu nha. Chị mình nói là ai chưa hốt Dip & Dough thì hốt nha. Bột dễ làm, không có bị vón cục. Không bị marble. Nước sơn sơn đẹp. Màu ra rất là chuẩn, rất mịn. Làm một lớp một là nó ra rồi. Hai lớp là bảo đảm màu đẹp. Cái này em rắc một lớp thôi mà nó đã lên màu vậy nè. Rồi bắt đầu tiếp tục. Chương trình quảng cáo kết thúc. Mình sẽ nhúng vào bột clear. Rồi sau đó chậm vào trong cái Z-Flex nha mấy anh chị nha. Rồi sau đó em có thể đi thêm một lớp clear nữa cũng được. Còn không thì mình đi qua ngón khác đi. Rồi mình quay lại một lượt luôn cho nó đỡ mất thời gian. Rồi em nhúng vào bột clear liền nè. Trên line này là có khách đó. Có chị khách em là ở Cali đó. Giới thiệu cho mấy anh chị đó. Khách hàng giới thiệu là mình tin tưởng rồi. Rồi mình nhúng bột lia nè. Lấy ra nhanh lên và phủi liền. Lấy ngón tay của mình rắc cho cái bột lia nó rớt xuống liền. Rồi chậm một tí xíu flex lên. Cái flex này nó mỏng lắm. Dip & Dough. À, set số mấy vậy em? Em đang xài 4 set, em đang xài 4 màu của cái này là set 4 màu này, 4 màu của 4 collection khác nhau luôn thì phải. Để anh chút em cho coi cái màu này lại. Hello anh Jimmy, khỏe không anh Jimmy? Đó, thêm một anh khách nữa xài Dip & Dough nè. Anh Jimmy ơi, cuối tuần này em có thêm 12 màu mới của Spring nha anh Jimmy. Biết khách xài Dip & Dough mà em nhớ mặt luôn á. Tại vì nhớ mặt là tại vì collection nào ra mấy anh chị cũng ủng hộ hết. Rồi sau đó bắt đầu mình quay lại nè. Em sẽ đi bột clear. Mình sẽ đi cho nó có cái độ dày. Rồi sau đó mình dùng cái cây cọ này nè. Mình quét xuống. Rồi mình đi thêm một lớp nữa. Phủ vô tới bên trong. Bắt đầu em nhúng nè. Đó, mấy anh chị thấy nó có cái độ dày cho móng chưa? Mình có thể vuốt hai bên gọn nhẹ vậy cái. Không thì hồi mình dũa cũng được bình thường, không sao. Cho em xin một phút em đẩy nắp cái này lại cái. Nè, đây là Z-Flex nha, mấy anh chị set số 1 nha. Cái flex này mình làm trên nước sơn treo, nước sơn thường cũng được. Bột đắp, bột dip gì mình design nó đều được hết. Cái móng này nó đã có cái độ cong sẵn rồi, cho nên là mình chỉ cần đi một lớp nữa là đủ. Đó là tại sao mà một bàn tay mình không cần nhất thiết phải làm giống nhau, nó tùy theo móng thôi. Móng này thì mình cần build cái độ cong chính giữa nè. Móng tay của khách á, nhiều khi nó cũng không có đều nhau nữa, cho nên là mình làm 10 ngón không nhất thiết là nó phải giống nhau hết. Rồi, cái này tới bên trong ra để tạo cái độ cong cho móng. Rồi đó. À chị Thu Lan ơi. Dạ chị Thu Lan, cho em xin số điện thoại để tụi em sẽ gọi cho chị nha chị Thu Lan. À sao em gọi chị Mai. Thank you chị Mai. Trời ơi, mỗi lần gặp em là chị Mai khen à. Mốt em gặp chị Mai là bảo đảm phải đãi chị Mai ăn phở nha. Dạ, anh chị nào mà muốn mua set 4-in-1 thì nhắn tin đi rồi tụi em sẽ gọi cho mấy anh chị.
Set này mọi người xài là bảo đảm mọi người sẽ thích về cái chất lượng luôn. Đó, cái chỗ này nó đang thiếu độ cong nè mấy anh chị thấy không? Thiếu khoảng từ đây xuống đây thôi nè, thì em sẽ đi từ đây xuống thôi. Mình không có cần phải đi lên tới bên trên. Rồi, để đen chút xíu nữa mình sẽ dụ á. Rồi, và thêm một cái nữa là từ trên xuống. Dạ chị Jenny, à dip mới, dạ chị. Để em lấy cái bản sample dip mới vô cho mấy anh chị coi nha. Đây là cái màu em đang xài màu clear của Natural Clear của 4Deep. Và số 2 cũng là của 4Deep. Đây, cho chị xin bàn tay em ơi, bỏ số 3 để em thôi nó bị hư. Rồi, cái mẫu này dễ thương quá phải không mấy anh chị, dễ làm nữa. Rồi, mình bỏ số 3 lên. Một lớp số 3 lên. Rồi bắt đầu quay lại là mình sẽ dụ up 12 màu mới. Đó, mấy anh chị thấy chưa? Bột chất lượng tới nỗi mà chưa có thấy 12 màu mới ra làm sao mà mấy anh chị đã bỏ số điện thoại xuống mua rồi. Xài cái chất lượng cái mọi người quen. Để em lấy cái màu 12 màu mới cho mấy anh chị coi. Công tình em đi ra ngoài kiếm mà nó nằm trong phòng em. 12 màu mới nè mấy anh chị, màu đẹp lắm luôn. Không phải ra nhiều mà màu không đẹp thì nó cũng như không. 12 màu mới của mình chắc chiêu từng màu một, nó ra nhìn rất là ngọt. 12 màu. Đó, anh chị nào mà dip and do 12 màu mới thì bỏ tên xuống đi rồi tụi em sẽ gọi nha. Ok, bây giờ mình sang quay sang mình bắt đầu mình dũa sếp. Trời, cây dũa chị mới chị cầm chị dũa xong đây. Biết bị lẫn rồi. Bộ này mình tính tiền sao hả? Bộ này á, mình làm cho khách bình thường á, dip không đã là 45 đồng. Mà mình gắn móng là 5 đồng nữa là 50. 50 rồi mình dài đa dày nữa là đã 55. 55 mà design lên tất cả các móng mà dày hết á, thì chắc có thể là em ăn lên thành 75 hoặc là 80. Thank you chị. Bây giờ mình dũa xếp lại. Khi mà mình làm từng bàn tay á, thường em làm á là em làm bàn này, xong em qua em làm bàn kia, rồi em quay lại em dũa là bàn này nó đã rất là khô để cho em dũa luôn rồi. Mấy anh chị thấy không? Tay này là móng ngắn, móng búp 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 nè. Dạ anh Sang, thank you. Anh Sang muốn màu 12 màu mới hay là anh Sang muốn nguyên set anh Sang? Mười hai màu mới thì có thể là cuối tuần hoặc là đầu tuần tụi em sẽ gọi nha. Em lưu số điện thoại mấy anh chị xuống, cuối tuần hoặc đầu tuần em gọi. Còn nguyên set là tụi em gọi được liền. Chị làm bây giờ đưa bảng màu cho khách chọn màu mà chỉ muốn đưa màu Deep and Do thôi, không muốn đưa những hãng khác cho khách coi. Trời ơi chị, không lẽ về em bay qua bên đó em dẫn chị đi ăn phở liền chị em mì. Đó chứ năm nay chắc có thể em chích ngừa xong em đi Cali đó. Đi về bên đó em hú chị em mì nha. Đừng có trốn em nha.
Chị 12 màu mới. Dạ chị có, em gửi chị liền. 12 màu mới, giá nó cũng như giá cũ. Em nhớ là một một cái combo 4-in-1 của nó là còn 13 đồng, mà 13 đồng mấy khi mà mình mua collection á. À, 13 đồng mấy mà nhân lên. Bữa em nhân thử như 100 mấy à. Bây giờ tạm thời em đang không có nhớ, tại 13 màu mới mình, 12 màu mới mình chưa ra. Em không có nhớ giá. Em chỉ nhớ là hiện giờ 228 màu là 3067. Nhớ được tới đó. Bên bên website họ cũng đang bỏ sản phẩm mới lên đó, có là bắt đầu em thông báo lên cho mấy anh chị order liền. Khách này là chỉ làm văn phòng thôi, cho nên là mình làm cái độ dày vừa phải, không có phải quá là dày cho họ. Cái mẫu này lên dễ thương thiệt á, mà dễ làm nữa. Này là em chọn màu cho mấy anh chị luôn rồi nè, chọn sẵn màu cho mấy anh chị luôn, bốn màu. Để em cho coi lại bốn màu mà em đang làm. Chị lấy 12 màu mới với bốn hộp em đang làm. Dạ chị Lan, chị phải đóng kệ tiếp. Trời, dễ thương ghê vậy. Cái này là nhờ mấy anh chị nè, cái này là em nhờ cả nhà góp ý nè. Em có, em cũng có một chị khách mới nhắn tin mới mua hai bộ của em luôn cho hai tiệm. Mới nói em ơi, bột Dip & Do xài đã quá mà em ra thêm màu đi, màu có một có 200 mấy chục màu ít quá, chị phải đi kiếm thêm hãng nữa chị mua, kêu ra thêm một màu mới nữa đi. Giờ em muốn ra thêm màu mới, mọi người muốn em ra tông màu gì? Mấy tông màu là mấy anh chị thấy màu nào mà mấy anh chị thích là mấy anh chị nhắn tin riêng cho tụi em cũng được. Tụi em sẽ ra cho mấy anh chị, chủ yếu là giữ được cái chất lượng bột. Em biết là trong tiệm mà mình xài quen cái gì, thợ mình mà họ xài quen cái gì rồi á, là họ thích đó, họ đưa qua cái khác cũng không chịu nữa. Em đang có hai set bột 4-in-1 mà muốn chia lại nè, chắc để em đăng lên sao. Không phải của hiệu Dip & Do mà mua vô tiệm á, mình muốn mua cho nó có nhiều hiệu cho nó ấy, mà thợ không có chịu làm. Rồi bây giờ là phải một bộ mua cũng mấy ngàn mà thợ không chịu làm, thì giờ là phải đem đi chia lại. Để coi em đăng lên anh chị nào thích thì em chia lại cho mấy anh chị. Rồi xong một bàn tay rồi nè cả nhà, dễ thương không? Mọi người thấy sao, dễ thương không? Có đầu dũa này chưa? Chưa chị ơi, chưa về tới em thông báo liền. Trời ơi mấy ngày nay hả, cái gì cũng hết hết trơn á. Mấy anh chị thương quá cho nên là cái gì cũng hết hết trơn. Trời nhìn cái màu mà em mê luôn á. Đây nè, cây này là cây cọ thần kỳ của em nè. Quét bột nó đã lắm, nó êm đúng không em? Nó êm mà quét cái là bột nó sạch. Nó sạch mà nó không có trầy bột nằm ở bên dưới. Đây, cái mẫu của mình ra đây nè. Dễ thương chưa cả nhà? Ôi, cưng gì đâu quá. Tự nhiên mình làm mình khen hoài luôn. Cưng khen giùm chị cái coi. Để chị tự khen hoài chị ngại quá. Tự thích trong lòng luôn. Tự thích trong lòng. Nhỏ này nó không thích mà nó không thèm thổ lộ luôn mấy anh chị. Con bé này nghe thích mà không thèm thổ lộ. Không biết dùng từ nào để diễn tả. Đến nhà sáng em làm bộ tay cho cô khách cũng vậy. Bả mê quá trời, bả ngồi bả cứ cười tủm tỉm, bả khen hoài luôn.
Mới sáng sớm nó đi làm nail, nó mua liền cho em một ly boba tea. Mới sáng sớm là đưa nguyên một cái ly đường, đâu dám uống đâu mấy anh chị. Đang giảm cân đưa boba tea đâu dám uống. Mẫu dễ thương không? Ngắn gọn dễ thương. Đâu có dài hả? Hồi nãy em nói em làm mẫu model. Bé chưa biết em làm cái gì. Còn đang suy nghĩ, còn đang do dự, không biết làm cái gì. Đúng rồi, chất lượng bột quá tuyệt vời. Giống chị đợt trước cũng mua một set bột nhúng mà chất lượng bột không... bột không chắc, chũa hay bị chóc. Thanh Kiều chị. Hồi xưa là mấy anh có câu gì? Muốn muốn thành công là phải chiều vợ đúng không? Còn bây giờ là thêm một cái vế ngoài sau nữa. Ở nhà mà muốn muốn thành công thì phải chiều vợ. Còn đi ra đường mà muốn thành công thì phải chiều thợ. Nên thợ trong tiệm mà mua về mà xài không thích là bắt đầu mình phải đi kiếm cái khác mình đổi. Móng ngắn cho nên là mình đi cái độ dày nó vừa phải thôi, nó không có bị to quá. Dạ đầu dũa này của mình là 21 đồng mà em đang bị hết. Trong tuần này nó có lại nè. Anh chị nào mà muốn mua thì cứ nhắn tin cái tên nó là đầu dũa rồi bỏ số điện thoại đi, rồi tụi em lưu xuống có tụi em gọi liền cho mấy anh chị. Còn không mà ai mà chưa có nguyên set đầu dũa thì có thể mua luôn nguyên set đi. Nó có vừa đầu phá bột, đầu phá treo, rồi đầu clean, đồ này kia đầy đủ hết cho mấy anh chị luôn. Trong một set thì nó sẽ dễ xài. Nguyên set của nó là safety bit set á, em nhớ nó như 90 mấy đồng cho một set. Thiệt là nhiều khi cái này mấy anh chị nghĩ làm sao? Em cũng đang suy nghĩ về cái vấn đề này nhiều lắm. Đôi khi mình làm chủ mình muốn lên giá, mà mình lên giá thì mình sợ mất khách. Thật sự nó là như vậy. Đặc biệt là thời buổi nhiều khi cũng Covid đồ này kia, là thấy tiệm này tiệm kia tranh nhau hạ giá, trong khi tất cả các supply luôn đều lên giá. Em nhớ hồi đó lúc mà mới 4 năm trước thôi, đâu có xa xôi đâu. 4 năm trước mà mình đi mua một cây dũa, một đầu dũa hay là một cái cọ đó thì giá của nó mới có mười mấy hai chục đồng mà. 4 năm sau bây giờ giá cọ lên thành 30-40 đồng cho một cây. Cái đó là giá mình nói tới giá thị trường chung luôn á, 30-40 đồng cho một cây để lấy được cái top quality. Là mình thấy là cái giá nó increase lên rất là nhiều. Giá cái gì cũng lên chứ. Bông gòn, acetone, alcohol cái gì cũng lên chứ. Mà cái service của mình thì mình lấy cũng vậy. Nghĩa là cái doanh thu của mình thì cũng vậy. Chỉ có cái chi của mình là nó tăng lên quá là nhiều. Chị ơi, chị để số điện thoại rồi sao chưa có ai gọi em ơi. Trời ơi, à, chị ơi, để em cho bên sales team check lại nha chị. Hồi tuần rồi tụi em có gọi số của tụi em đọc là số của tụi em, tại vì em sợ mấy bạn bên sale team em có hỏi thì cũng có mấy bạn nói là đôi khi gọi khách hai lần mà mấy anh chị không bắt máy, tại số của công ty bằng số tổng số 888 á, cho nên nhiều khi mọi người sợ là số quảng cáo cho nên không bắt máy. Thì em xin đọc lại là số của mình là 888 887 8807.
Có gì tụi em gọi mấy anh chị nhớ bắt máy giùm nha, không phải số quảng cáo. Bên em là không có thích gọi ra để quảng cáo khách. Khi nào mấy anh chị có nhu cầu thì mấy anh chị gọi tụi em hỗ trợ thôi. Chứ em thật sự ghét nhất là quảng cáo. Nhiều khi chiều đi làm về, đang ngồi ăn với ăn uống với gia đình, có số điện thoại vô, mình cũng cố gắng mình đi bắt. Bắt lên xong ngay số quảng cáo là muốn sôi máu, quay qua yêu cầu can you remove my number from your system liền. Nên bên em là hạn chế tối đa cái vụ mà quảng cáo làm phiền khách. Nhưng mà số tổng đài, cho nên là anh chị có thấy số tổng đài gọi thì bắt máy giùm em nha, là 888 đầu á. Em biết nhiều khi mình thấy số 888 cái mình nghĩ là số quảng cáo, mình cũng ngại bắt lắm. Còn ai mà tụi em miss call đó thì tụi em mà gọi mà chưa miss cái số điện thoại của mấy anh chị thì tụi em sẽ check và gọi lại nha. Mọi người thông cảm giùm em. Rồi, dạo này là em không có xài top code nữa, không có xài top của Deep nữa. Lười, mà cả tiệm em mà lười cả tiệm luôn, chứ không phải riêng mình em lười nữa, mà chỉ xài sang Z Primer and Top Gel thôi. Thấy là nó bám nhiều hơn. Chị muốn lấy set 12 màu hồi nãy em like. Ồ, chị Kelly, 12 màu em lưu số điện thoại chị xuống thôi. Cái set đó chắc có thể là cuối tuần này hoặc là đầu tuần là em cuối tuần này là em có chị. Hiện giờ là em đang xài mấy cái màu trong original collection, mấy cái collection mà 228 màu á. 12 màu mới em lưu số của chị Kelly lại nha chị Kelly. Trời ơi, khách em đang đợi nguyên list luôn á. Năm nay em ra mấy màu tươi tươi, mấy màu tươi tươi thời trang đẹp đẹp tiếp tục nữa cho mấy anh chị. Rồi, em xài Z Primer, nghĩa là em buffer xong em không cho đi rửa tay nha. Rửa tay nó có nước nôi đồ này kia, nó phiền mình lắm, cho nên là em không cho đi rửa tay. Em vẫn để như vậy, em chùi cho sạch bụi. Rồi sau đó em đi Z Primer và em sẽ đi top coat. Rồi, giang hồ dịnh cho top coat nữa rồi. Ok, bây giờ em sẽ đi top coat, mà top coat shiny nha mấy anh chị. Chị đâu hết trơn người ta. Có lấy qua bên kia không? Okay. Trời, top coat bây giờ cũng khan hiếm nữa mấy anh chị. Em xài crystal top coat nha. Đầu vũ smooth. Dạ chưa. Em ghi số rồi. Ai cần set đầu vũ smooth em ghi số xuống là có, em gọi liền. Xài. Dạ không. Cái Z Primer này của mình đó là chuyên cho gel. Gel deep, gel builder và bột, cho nên mình đi nó không có chóc. Còn mình xài cái khác á, mấy cái primer khác á, thì em không chắc nha, em không dám nói. Cái này là cái Z Primer nó chuyên sản xuất cho gel, cho nên là nó giúp cho cái gel nó bám cho deep chắc hơn. Với lại cái loại này là nó nên acid nữa, cho nên nó không có ảnh hưởng tới cái móng. Cái chai này giá nó cũng rẻ lắm mấy anh chị ơi, nó có chai refill nữa. Mọi người mua thử một chai về mọi người xài đi. Thích thì mình mua chai refill, nó rẻ lắm, nó không có mắc đâu. Mình xài được cho gel manicure luôn nè. Mình xài được cho bột luôn. Ồ, cái mẫu này dễ thương chưa cả nhà. Em nhìn cái mẫu này em thích quá, nhìn nó thấy cưng gì đâu. Rồi, dễ thương quá phải không? Sau đó em sẽ cho hơi đèn. Đây, cái chai primer của nó này nè. Nó chuyên cho gel acrylic and gel builder. Cái dòng này là chuyên cho gel và không có acid. Đây. Made in USA nữa, cho nên là mình xài nó sẽ rất là bền. Còn mấy anh chị xài cái khác mà nó có tróc, mấy anh chị đừng có la Ngân. Tại sao Ngân nói bỏ primer? Cái primer này đặc biệt cho nên là nó khác hơn nha. Nó thơm nữa chứ nó không có hôi nữa. Tại em biết khách họ làm deep là họ sợ là móng của họ bị hư đồ này kia, cho nên mình xài cái primer mà nó hôi bỏ lên cái người ta cũng hết hồn. Cái primer này nó thơm.
Nhân viên của Nail Job làm riết cả mấy mùi này nó thấm vô trong người, nó thấm vô tới tủy luôn rồi mấy anh chị ơi. Em á thì em khoái mùi primer, còn cô bé chung phòng em đây nè thì khoái mùi liquid. Trời ơi, hai chị em ngồi vừa hết primer hết liquid đưa vô một phòng là hợp luôn rồi đó. À, xài trên sơ lát thì làm sao? Mình buffer xong rồi mình đi cái primer rồi bắt đầu mình mới sơn base. Có order. Ồ chị Kelly, vậy để em nhắn tin cho chị liền để em check cho chị nha chị. Và mình đã thử và đã mua về xài cho tiệm. Trời ơi chị em mì ơi, thiệt luôn là hỏi tới cái gì chị em mì cũng có hết. Khách này là đúng là more than VIP luôn á. Đẹp không cả nhà? Mọi người thích mẫu này không? Thích thì cho em một like nha. Rất là dễ thương phải không? Lấp la lấp lánh và nhìn bên trong nè, nó có 3-4 màu đi chung để làm nên cái bộ móng. Rồi, đây là cái technique mà tuần rồi cũng có chị hỏi và làm rất là nhanh, rất là dễ. Anh chị nào mà thích mẫu này thì nhớ share video giúp cho Ngân nha. Và hôm nay á, là em xài của Deep and Do. Để em bỏ màu ra đây. Rồi, em rút tay lại nha. Màu số 161, 139, 11 và 12. Cái này là nó nằm 112, cái này nó nằm trong 4 collection khác nhau luôn. Collection đầu tiên của mình á là 120 màu, là hai màu này, 3 collection. Collection thứ hai á là 121 cho tới 100 như là 121 cho tới 56, và collection thứ ba là từ 57 trở đi, là nằm 3 collection khác nhau cho 3 màu. Rồi để em cho mấy anh chị coi hai bàn tay của mình trông như thế nào nhé. Trông rất là dễ thương. Ok. Rồi khép lại thẳng ra. Để cái tay qua đây. Đó. À, đây là Nail Job là chuyên làm các mẫu design ha, trending design, và chuyên đào tạo người mẫu. Chuyên đào tạo người mẫu chụp hình nail mấy anh chị ơi. Bé nào mới vô chưa biết cách tạo dáng là vô thời gian ra là tạo dáng chuyên nghiệp luôn. Chỉ tạo dáng hai bàn tay thôi. Rồi. Để xong rồi. Thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi nha. Ai mà chưa có set Deep and Do thì mua về liền. Màu matching rất là đẹp, bột rất là đẹp và rất là thời trang luôn. Nước sơn treo xài cũng đã nữa. Và hiện giờ là mình đang có 228 màu nha mấy anh chị. À, thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi, và em hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp nha. Bye bye.